Là lúc màn đêm này buông xuống, cũng là một thói quen để anh cầm bút viết lên những nỗi buồn một mình. Chìm vào yên tĩnh tự nhiên của màn đêm, tìm được không gian yên lặng làm dòng cảm xúc ngày càng thêm dài. Đêm nay lại càng dài hơn, những tiếng gió rít sẽ tỏ yên tĩnh kéo theo phía sau là một cơn mưa tầm tã, để cũng đi hết tất cả những gì anh chịu đựng suốt thời gian trong cuộc tình vật vã. Còn đôi ký ức lúc xưa, cái ngày định mệnh nó đã xóa hết, kết thúc tất cả những tháng ròng rã cuộc tình này chấm hết. Nhưng mà không, anh không thể quên được em, hai chữ chờ đợi khiên ván về tình yêu này anh thành đặt cược thêm vài ván nữa. Thì cũng có sao đâu, vì tình cảm anh dành cho em không biết đã xuất phát từ bao lâu. Nhưng mà đến lúc em chợt nhận ra thì có lẽ trái tim của anh đã đến lúc bắt buộc phải từ giã. Thời gian để yêu không phải là thời gian ở bên cạnh, mà là thời gian của anh, là thời gian chính anh đây đã dành cho em. Những ngày nhớ, những ngày chăm sóc, rồi vượt qua những ngày yêu thương, rồi đến những ngày khó nhọc. Chính vì vậy anh phải giữ chặt lấy bàn tay em, không để bất cứ ai làm tổn thương trái tim yếu mềm một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ mong sau này hay mạnh vỡ trái tim để được ghép thành đôi. Thời gian để yêu không phải là thời gian ở bên cạnh, mà là thời gian của anh, là thời gian chính anh đây đã dành cho em. Những ngày nhớ, những ngày chăm sóc, rồi vượt qua những ngày yêu thương, rồi đến những ngày khó nhọc. Chính vì vậy anh phải giữ chặt lấy bàn tay em, không để bất cứ ai làm tổn thương trái tim yếu mềm một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ mong sau này hay mạnh vỡ trái tim để được ghép thành đôi. Có khi nào em cảm nhận được tình cảm của anh không, hay em chỉ xem nó là tình bạn rồi cất giữ trong lòng hả? Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi, hay đó chỉ là cái cớ để bản thân em xa lánh vì anh không đủ tư cách nói tiếng yêu em, hay vì không đủ can đảm để chấp nhận tiếng yêu em? Điều đó thì chính anh đây cũng chẳng biết ha. Để rồi thời gian trôi qua, đôi ta tạo nên sự cách biệt lớn nhất là khoảng cách giữa hai trái tim. Đừng để hạnh phúc trước mắt mà em mãi đi kiếm tìm, đừng để quá khứ đau buồn che lấp đi những niềm vui, và đừng để trái tim của em phải mãi mãi bị chôn vùi. Hãy tin anh, đừng buồn một lần nào nữa. Hãy nhìn về hiện tại, bỏ qua hết những gì lúc khi xưa, quên hết bây giờ, tất cả đã qua cũng chỉ là thừa, rồi xem anh thực hiện những gì mà anh đã hứa. Thời gian để yêu không phải là thời gian ở bên cạnh, mà là thời gian của anh, là thời gian chính anh đây đã dành cho em. Những ngày nhớ, những ngày chăm sóc, rồi vượt qua những ngày yêu thương, rồi đến những ngày khó nhọc. Chính vì vậy anh phải giữ chặt lấy bàn tay em, không để bất cứ ai làm tổn thương trái tim yếu mềm một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ mong sau này hay mạnh vỡ trái tim để được ghép thành đôi. Thời gian để yêu không phải là thời gian ở bên cạnh, mà là thời gian của anh, là thời gian chính anh đây đã dành cho em. Những ngày nhớ, những ngày chăm sóc, rồi vượt qua những ngày yêu thương, rồi đến những ngày khó nhọc. Chính vì vậy anh phải giữ chặt lấy bàn tay em, không để bất cứ ai làm tổn thương trái tim yếu mềm một lần nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi, chỉ mong sau này hay mạnh vỡ trái tim để được ghép thành đôi.